Quý Khai rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả thân thương của chương trình Chuyện Cảnh Giác, được phát sóng định kỳ vào khung giờ 16:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý Khai mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tình huống được tái hiện lại ngay sau đây. Một số đối tượng đã giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Liệu nạn nhân trong tình huống sau có sập bẫy của kẻ gian hay chiêu trò của bọn chúng bị vạch trần? Mời quý vị cùng theo dõi. Ê, kiếm cách gì đi, bữa giờ quả quá. Cách cái gì? Tao đang chán này nè. Làm ăn cái gì bây giờ? Chứ giờ ông để ở không hoài chết đói hả mày? Thì bây giờ tao gặp mày ở đây để bàn cách nè. Kiếm cách gì lẹ đi chứ. Em ơi, cho một ly nước dâu đi. Với một ly sữa nha. Ê, dạo này chiến dịch phòng cháy chữa cháy á, nó mạnh ghê hả mày? Đi đi án băng rôn mấy ngày nay rồi mà chưa xong nữa. Còn ngày mai phải cố gắng cho xong nha, chứ không mệt lắm đó. Ừ, tao thấy cũng đúng. Mà mình còn đỡ hơn mấy cái đứa mà nó đi phát những cái tài liệu miễn phí về cái phòng cháy chữa cháy cho từng hộ gia đình á. Thì phát chừng nào mới xong. Mà đã vậy là phải phát cho đúng từng hộ nha. Nếu mà từng hộ gia đình mà không có á, đảm bảo là cấp trên nó xuống, nó phạt chết luôn á. Lúc đó còn mệt thêm nữa đó. Đúng rồi. Ê, nước kìa. Ừ. Cảm ơn. Ê. Cái gì? Bộ tư tháng phòng cháy chữa cháy hả mày? Mày bị điên hả? Tự nhiên mày hỏi tao, sao tao biết? Thì chắc là vậy cho nên người ta mới che băng rôn. Nghe hàng đó bển nói đó. Chỉ có kèo tao với mày làm ăn. Bây giờ là... Đúng như kế hoạch ban đầu mình làm. Tí nữa về nhà, mình lên máy tính, mình mới tìm được. Thôi vô uống cà phê đi. Để bữa nay trả tiền cà phê nha, hết tiền rồi đó. Sáng đó khi chuẩn bị đi chợ thì có hai người thanh niên tới nhà của tôi, xưng là cán bộ phòng cháy chữa cháy, tới xin phép tôi cho vô nhà để kiểm tra. Dạ con chào cô. Dạ chào cô. Hai cậu tìm ai vậy? Dạ hai đứa con là cán bộ của trung tâm phòng cháy chữa cháy đó cô. À, tháng này là tháng của mình phòng cháy chữa cháy cho nên là cô có thể cho phép hai đứa con vào nhà để kiểm tra đường nước, đường điện và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy không cô? Dạ. Đúng dạ. Là cả tuần nay á, tôi có nghe tin tức nói là thời tiết đang hanh khô. Công tác phòng cháy chữa cháy được tuyên truyền nhiều lắm. Người ta cũng treo băng rôn đầy đường nữa. Nên tôi tin là thiệt và mở cửa cho họ vô nhà kiểm tra. Đây nè, ổ điện nhà đây nè cậu. À dạ. Chà, ổ điện cũ dữ cô ha. Đường nước mình nằm dưới đây đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Hai người đó chỉ nhìn sơ qua đường dây điện, đường nước, rồi họ nói với tôi là phải mua tài liệu, sách về phòng cháy chữa cháy, giá tới 500.000 lận. Ban đầu thì tôi đắn đo không muốn mua, vì nghĩ nhà mình là hộ dân, chứ đâu có phải cơ sở sản xuất kinh doanh gì đâu. Dạ con mới kiểm tra thì thấy nhà mình đường điện, đường nước, nhà mình thì ổn. Nhưng mà nhà mình còn thiếu bình phòng cháy chữa cháy đó cô. Đúng rồi. Nhà tôi đâu có cái bình phòng cháy chữa cháy đâu cậu. Mà cả xóm này cũng đâu có ai xài đó đâu. Nào giờ đâu có cháy nổ gì đâu nè. Cô nói như vậy là không đúng rồi. Vậy con hỏi cô nè, cô có biết kỹ năng của mình khi mà phòng cháy chữa cháy thoát hiểm như thế nào chưa? Rồi cô có sách mình phòng cháy chữa cháy chưa? Dạ thưa cô, quy định trong năm nay là mỗi hộ phải có một cuốn tài liệu về phòng cháy chữa cháy đó cô. Dạo gần đây cô cũng biết là cháy nổ rất là nhiều, ảnh hưởng đến người dân và tài sản. Bởi vậy cái một cái cuốn sách như thế này. Giờ đây cô, chỉ có 500 ngàn thôi nhưng mà nó giúp mình được có những cái kỹ năng mình thoát hiểm khi mà cháy nổ hỏa hoạn. Cuốn sách này rất là cần thiết đối với gia đình của mình đó cô. Ừ. Thôi để chờ chồng tôi về đó, rồi tôi hỏi lại chồng tôi coi làm sao nha. Dạ mong cô hợp tác với chúng con.
Tại vì á, cấp trên chỉ thị chúng con đi vậy đó, để mà phát cho mỗi hộ là phải là một bộ tài liệu như vậy. Nếu mà đợi chồng cô về thì cũng mất thời gian tụi con lắm cô. Dạ đúng rồi đó cô. Với lại lệnh ban xuống thì tụi con làm theo thôi, chứ tụi con không có buôn bán gì cái sách này hết. Với lại nhiều khi mà về hỏi chồng cô thì cũng làm khó làm dễ cho tụi con. Tại tụi con cũng đi nhiều nơi đó, không có thời gian để quay lại á cô. Mong cô hợp tác giúp tụi con nha. Nhưng mà sau khi nghe họ nói là cuối tháng sẽ có đoàn thanh tra xuống kiểm tra, nếu mà nhà tôi không có bình chữa cháy mà cũng không có tài liệu nữa thì sẽ bị phạt rất là nặng, gấp 3, gấp 4 lần tiền mua tài liệu. Nghe họ nói vậy nên tôi đồng ý mua tài liệu để trong nhà. Dạ, cô ơi, cô quyết định nhanh nhanh đi, tụi con không có thời gian nhiều đâu, còn phải đi hết nguyên cái xóm này nữa đó cô. À, tôi thấy hai cậu nói cũng có lý, cũng cần thiết lắm, thôi để tôi mua luôn đi ha. Dạ. Dạ. Cô ơi, cô cho con xin họ tên chủ hộ của mình đó cô, với lại số điện thoại để tụi con làm một cái danh sách để nộp lên trên. Rồi rồi. Rồi. Dạ, cô cho con xin tiền 500 hả hai cậu? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, tôi gửi nè. Tối chồng tôi về, tôi nói lại thì chồng tôi ổng cằn nhằn. Ổng nói là tôi bị gạt rồi, làm gì có chuyện mua bán tài liệu gì, mà cuốn sách photo đó cũng không có đáng giá tới 500 ngàn nữa. Cảm thấy việc giả dạng cán bộ phòng cháy chữa cháy này quá dễ thực hiện, hai đối tượng đã tiếp tục sử dụng thủ đoạn này để kiếm con mồi khác. Cùng xem tiếp diễn biến của tình huống ngay sau đây để xem chúng có bị độc tẩy không quý vị nhé. Dạ chị ơi, hai đứa em là bên cán bộ bên phòng cháy chữa cháy á. Đây là tháng phòng cháy chữa cháy cho nên là chị có thể cho em vô nhà để mình kiểm tra thiết bị trong nhà không chị? Dạ đúng rồi chị. Thường là mấy cái vụ này là phải có tổ dân phố hay là có những người nào mà đảm nhiệm trách vụ này thông báo cho tụi tôi biết chứ. Chứ sao tự nhiên mà đi xuống được? Dạ tại là cấp trên nó chỉ thị tụi em để mà đi phát cho mỗi hộ là một bộ tài liệu về phòng chống cháy nổ đó chị, là với giá là 500 ngàn. Trời, tài liệu gì mà tới 500 ngàn dữ đúng vậy? Đúng rồi chị. Dạ đúng rồi chị. Tôi thắc mắc liền, nếu muốn mua tài liệu gì á thì đáng lẽ hôm qua họp tổ trưởng tổ dân phố phải thông báo chứ. Nghe tôi hỏi vậy hai tên đó ấp úng. Vừa lúc đó thì bác tổ trưởng đi ngang qua. Ủa cô Hà, chuyện gì vậy? Hai cậu này là ai? Tên quá gặp bác tổ trưởng. Hai cậu này nói là ở trên bộ phòng cháy chữa cháy gì xuống kìa, kiểm tra đường dây gì đó, rồi còn bắt mua bộ tài liệu về 500 ngàn nữa. Nhưng mà mấy cái chuyện này là đúng ra là bác phải thông báo với người dân người ta mới biết chứ. Dạ thôi chào chị, tụi em đi. Dạ, để tụi em kiểm tra sau nha chị. Thì lúc đó mới là lòi ra là đó là bọn lừa đảo mạo danh cán bộ nhà nước để lừa tiền của người dân. Bác tổ trưởng đã nhanh chóng lên phường để trình báo lại sự việc. Tôi cũng mong là bà con hãy tỉnh táo, từ chối những người tới nhà mình mua bán, nhiều khi cho vào nhà lại gặp nguy hiểm tới tính mạng nữa. Thưa quý vị, đây là hành vi vi phạm pháp luật gây bức xúc trong nhân dân, làm phiền hà đến việc sản xuất kinh doanh và hoạt động của các cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã phát hiện hình thức lừa đảo tương tự nên người dân cần nâng cao cảnh giác. Vậy nên Nguyên Khang cũng mong quý vị hãy luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi bị các đối tượng không rõ lai lịch đến đòi thu tiền thì cần phải xác minh rõ ràng, tuyệt đối không đóng tiền cho bọn chúng quý vị nhé. Còn bây giờ Nguyên Khang mời quý vị và các bạn đến với tình huống được tái dựng tiếp theo sau đây. Tình huống lừa đảo mà Nguyên Khang sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay sau đây vẫn là thủ đoạn đánh lạc hướng nạn nhân, kẻ tung người hứng nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Nhưng chiêu trò và cách thức phạm tội lại biến hóa khôn lường khiến nạn nhân không thể không sập bẫy được. Hãy cùng theo dõi tình huống sau đây để cùng vạch trần chiêu thức lừa đó quý vị nhé. Dạo này gì đâu mà xui quá trời xui không biết nữa. Làm cái gì cũng không được hết trơn á. Thì cũng tại mày chứ ai. Tánh mày hơi chụp giật thôi. Tao nói mày nghe, muốn làm cái gì á là phải ra soát cái địa điểm nó như thế nào mới nhảy vô mày làm, chứ không phải mày khơi khơi muốn vô mày làm đâu. Bây giờ tao tính gì? Trên đường đi có con mồi nào xuất hiện á, ra tay hành động theo kế hoạch cũ. Vậy đi.
tôi mở tiệm tạp hóa cũng được 5 nay rồi. Buôn bán thì bất chợt lắm, lúc thì vắng khách, lúc thì 3-4 người khách tới mua hàng cùng một lúc. Nên tôi thường để tiền mệnh giá lớn như 500 ngàn, 200 ngàn vào túi sách và để ở phía trong nhà. Trong túi tiền của tôi thì tôi để khoảng có mấy trăm tiền lẻ à, để không lu bu mà thối lộn tiền cho khách. Lấy em gói thuốc chị ơi. Ừ, chờ chị xíu. Chị gà thuốc nè. Tao tới trả tiền cho chị hả? Chứ sao, chứ chị đòi hoài không đem qua trả mà được cái chị á. Không phải, tại biết sao không? Cái số hàng cũ á chưa trả cho người ta đâu, đâu có giao cái mới đâu. Dạ, thì nay em mang qua em gom hết tiền hàng em đem qua cho chị rồi nè. Bữa chị nói bao nhiêu chị ha? À, em trả chị 7 triệu thôi, khuyến mãi em 100 ngàn. Dạ, rồi. Chị, cho em mượn hộp quẹt á. À, đây, chờ chị xíu. Rồi. Em. Dạ đây nè, em mang đủ cho chị rồi nè. Nay bớt nữa ha. Ừ. Rồi, đủ rồi nè chị. À chị, quên nữa. Sao lát cơ? Cho nữa chị giao cho em 3 thùng bia nha. Sao chị? Vậy? Trời ơi, quán có mình chị à. Mà chiều đi, rồi thằng Tí nó đi học về á, rồi chị cứ đem giao qua cho em. Mệt ghê, phải chi ngày xưa mà bà chịu lấy chồng á, là giờ nhờ được rồi, đâu có phải khổ vậy đâu. Thôi, rồi. Vậy nha, em đi về nha. Chịu nha. Rồi, cảm ơn chị. Em gửi tiền luôn chị ơi. À, của em 20 ngàn. Chờ chị xíu nha. Tên thanh niên đó đưa tiền cho tôi, vì đang cầm nhiều tiền trong tay, nên tôi liền đi vào cất tiền vào túi sách, rồi lấy tiền ra thối cho hắn ta. Khi đó có đề phòng gì đâu, cứ nghĩ là như khách bình thường thôi. Rồi, 80 ngàn. Chị ơi, có đổ xăng không chị? Có em. Dạ, đổ cho em xăng nha. Ừ, đổ nhiêu em? Dạ, đổ 20 đi chị ơi. Vừa lúc đó thì tên thanh niên ở ngoài nói là bán xăng cho hắn. Rõ ràng là tôi thấy tên thanh niên mua thuốc chuẩn bị rời khỏi quán tôi, nên tôi đâu có để ý gì nữa mà lo đổ xăng cho tên còn lại. À, vậy cũng được chị. Dạ. Sao khó mở như ta? Đợi em xíu nha. Ừ. Được không? Đây chị mở cho. Dạ em được rồi chị. Rồi chị đổ em đi. Ủa chị, cây xăng lớn gần đây không chị? Xa lắm. Em đổ 1 lít đi mới chạy đủ á, chứ nó không là đâu có đủ đâu. Dạ. Nhiêu tiền chị á? Của em 30 ngàn. Dạ. Rồi em gửi chị. Rồi. Đổ xăng xong á hả, tên đó chạy xe đi. Lúc đó hả, tôi cũng chưa biết là mình đã mất cái túi xách tiền đâu. Hey. Tới khi có khách tới và mua hàng đưa tờ 500 ngàn á, tôi mới đi vào bên trong lấy túi tiền ra. Thì tôi mới tá quả khi giỏ sách không có cánh mà bay. Với em 30. 30 hả chị? Dạ. À chị thối giùm em nha. Em mới lãnh lương không có tiền lẻ. Được rồi, để chị thối cho. Trời. Sao vậy chị? Trời ơi, chết rồi. Xem lại camera an ninh trong tiệm á, thì biết là hai thanh niên lúc sáng ghé quán tôi mua đồ á, là bọn lừa đảo. Chúng cố tình dàn cảnh đánh lạc hướng tôi, để tôi không có đề phòng mà trộm túi tiền của tôi đi mất. Mà cũng may hả, là lúc đó bọn chúng không có dùng dao để khống chế, đe dọa cướp tiền của tôi. Chứ đoạn đường gần tiệm tôi cũng ít xe qua lại lắm. Ngoài kịch bản mua hàng như trên, đối tượng gây án còn tập trung vào các cửa hàng tạp hóa nói riêng và các cơ sở kinh doanh nói chung, không người trông giữ. Bằng cách chạy xe vòng quanh các tuyến đường để quan sát, khi thấy cửa hàng kinh doanh không có người trông coi, các đối tượng sẽ đột nhập trộm hàng hóa, tiền bạc rồi tẩu thoát. Từ thực tế, các vụ lừa đảo đã xảy ra và đang có chiều hướng ngày càng tăng. Các cửa hàng kinh doanh cần nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời thông báo cho người thân để hỗ trợ, đồng thời thông tin ngay cho cơ quan công an tại địa phương những trường hợp có dấu hiệu khả nghi để có biện pháp xử lý nhằm bảo vệ tài sản của mình và mọi người. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc.
Quý Khang rất mong quý vị sẽ đón theo dõi chương trình vào khung giờ phát sóng quen thuộc 16h30 phút thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý Khang xin chúc quý vị một cuối tuần thật vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.